Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung quyền được chết hay là quyền an tử, cái chết nhân đạo dành cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y, người sống thực vật ung thư giai đoạn cuối, chịu đau đớn tột cùng về thể xác, tinh thần và muốn ra đi nhẹ nhàng. Đây là một đề xuất rất mới và gây nhiều tranh cãi, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều nước khác trên thế giới. Bên cạnh khía cạnh về pháp lý thì vấn đề về đạo đức, y đức cũng vô cùng phức tạp, không dễ để có thể chấp nhận và triển khai trong thực tế một sớm một chiều. Vâng, và để hiểu rõ hơn về đề xuất này cũng như là tính khả thi của nó với bối cảnh xã hội của Việt Nam hiện nay thì trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế. Trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi vào buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của người dân trước thông tin về đề xuất trong phản ánh dưới đây của chúng tôi. Quyền được chết hay cái chết nhân đạo dường như vẫn còn khá mới mẻ tại nước ta. Ngay sau khi quyền đặc biệt này được đề xuất, đã nhanh chóng có những phản ứng từ cộng đồng. Đặc biệt là những phản ứng đa chiều cùng xuất hiện ngay trong chính thân nhân và người bệnh, nhất là những người mắc phải căn bệnh nan y, ung thư. Con cháu còn nước là còn táp, người ta chữa đến cùng. Chứ nhiều bảo là quyền được chết, ý là muốn là cho chết sớm để khỏi đau đớn. Nhưng mà bây giờ đối với người làm con cái thì người ta lại khác. Rất lặng, kể cả rất lặng cũng không bao giờ gia đình nhà đồng ý cả. Bố mẹ hay là người nhà mà coi là đau đớn nhưng mà chẳng qua là bệnh tự nó chết thì ấy thôi, còn tự dưng mà lại bảo cho chết thì không ai để ý cho thế cả. Còn nước thì cứ còn tác cho người gia đình, người nhà nhà mình. Thế còn đến mức độ mà nó mà di căn giai đoạn cuối thì không cứu nữa thì cũng đành là phải vậy thôi. Thôi thì không còn tát được nữa thì thôi, thì làm thế nào đó để mà chỉ cho nó mát mẻ nhanh chóng thì cũng là tốt thôi, chứ không sao cả. Chúng tôi là bản thân là người bệnh, chúng tôi thấy cái đó là được. Cái chết nhân đạo thì thực ra mà nói, nếu như đúng ra người ta bị bệnh mà đến mức mà thế này không còn sống, không hy vọng gì cả, thì đấy cũng là một cái giải pháp. Đến lúc đó thì không thể cứu được, thì phải chỉ có còn cách là động viên và chiều chuộng người bệnh cuối cùng ăn uống được cái gì, hoặc là ra đi cho nó thanh thản thế thôi. Một khảo sát khác cũng được thực hiện ngay trên trang báo điện tử VN Express cũng cho kết quả tương tự. Trong tổng số 16.224 lượt người được khảo sát, có trên 13.000 lượt người đồng ý, chiếm đại đa số. Trong khi đó, chỉ có khoảng 2.000 người phản đối. Mặc dù mới chỉ là đề xuất, nhưng quyền được chết tại một số quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn là những tranh cãi giữa lòng nhân đạo và lương tâm của người ở lại. Vâng, thưa ông Quang, là ông vừa lắng nghe rất nhiều những ý kiến khác nhau của người dân và thậm chí là có những cái ý kiến còn trái chiều nhau. Vậy thì xin được hỏi ông là đề xuất này của Bộ Y tế được đưa ra xuất phát trên cơ sở nào? Thứ nhất là từ cái vấn đề mà Quốc hội đưa ra xin ý kiến của toàn dân đối với lại dự án của Bộ Luật Dân sự sửa đổi. Trong đó thì có quy định về cái quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng. Và trên cái tinh thần như vậy thì có thể nói rằng là Bộ Luật Dân sự cũng đã có cái cụ thể hóa các quy định của cái quyền con người, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và cái quyền mưu cầu hạnh phúc. Và trên thực tế thì chúng ta cũng thấy là chúng ta đang bàn đến cái quyền được sống, sống sao cho ra sống. Thế nhưng mà chúng ta lại nghĩ đến những cái người mà bị các cái bệnh nan y, ví dụ như là ung thư giai đoạn 3, các cái bệnh lý hay bị tai nạn mà không, tức là cái sống không ra sống, chết cũng không ra chết. Và trong những cái lúc vật vã như vậy thì họ rất muốn được ra đi một cách thanh thản. Và đây là cái ý nguyện của những cái người mà chuẩn bị mất, và người ta cũng mong muốn được như thế. Thế thì tại sao chúng ta đặt ra cái quyền sống thì chúng ta cũng không đặt lại không đặt ra cái quyền được chết cho các cái đối tượng này? Vâng, vậy thì thưa ông, là đã có những quốc gia nào ở trên thế giới thực hiện quyền được chết hay là cho phép hỗ trợ một số hoạt động tự tử cho con người chưa thưa ông? Hiện nay thì trên thế giới có hơn 10 quốc gia cũng đã cho phép để thực hiện các quyền này. Trong đó có các cái quốc gia ở châu Âu như là Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Estonia, Albania, hay là một số các cái Thụy Sĩ, một số Đức, một số các cái quốc gia ở Bắc Mỹ, ví dụ như là một số bang ở Mỹ, rồi là Canada, rồi ở châu Mỹ thì chúng ta cũng có Colombia, rồi châu Á thì có Nhật Bản. Thì các cái quốc gia này khi mà ban hành cái luật này
thì cũng đều là xảy ra các cái tranh cãi hay là các cái tranh luận, thậm chí là rất là sôi nổi, quyết liệt liên quan đến các cái khía cạnh về pháp luật cũng như đạo đức của vấn đề này. Và rồi cuối cùng thì các quốc gia đó sau cái thời gian bàn luận thì cũng đã có cái thông qua và tựu chung lại thì nó ở ba cái hình thức sau. Cái thứ nhất đó là các cái luật liên quan đến quyền được chết, hay luật về cái chết nhân đạo, hay là luật về cái thực hiện cái quyền an tử. Thế thì trong đó nó có ba cái vấn đề. Cái thứ nhất tức là bác sĩ là trực tiếp hỗ trợ cho người bệnh để người bệnh chết thông qua cái tiêm thuốc hay là các cái biện pháp khác. Cái vấn đề thứ hai là bác sĩ không cứu chữa nữa mà để cho người bệnh là tự về với thế giới bên kia và thông qua cái việc là rút các cái ống thở hay là các cái trợ giúp khác. Cái thứ ba là trợ tử, tức là giúp cho cái người bệnh là hướng dẫn cho người bệnh là rút cái ống này ra và người bệnh tự rút ra để kết thúc cái cuộc sống của mình. Vâng, theo như ông vừa nói đó là hiện nay thì mới có khoảng là hơn 10 nước ở trên thế giới là áp dụng cái luật quyền được chết, thực hiện cái quyền được chết. Tuy nhiên rõ ràng là đây là một con số không lớn đúng không ạ? Quay trở lại nước ta thì quan điểm của ngành y đó là cứu người bệnh đến hơi thở cuối cùng. Thì ông có e ngại rằng ở nước ta cái đề xuất quyền được chết sẽ gặp phải rất nhiều những cái rào cản về tâm lý và xã hội. Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tính khả thi của đề xuất này. Có thể nói rằng là khi mà đưa ra một cái đề xuất nào đấy thì người ta đều phải tính tới cái khía cạnh về mặt kỹ thuật y học. Về kỹ thuật y học thì chúng ta có khả năng thực hiện được. Nhưng mà về cái khía cạnh về đạo đức, khía cạnh về pháp luật thì chúng ta cũng cần phải có cái cân nhắc để suy nghĩ. Thế thì ở đây đấy, nó có một cái vấn đề là các cái bác sĩ của chúng ta khi mà học hành nghề y thì cũng phải tuân theo cái lời thề Hippocrates, cái ông tổ của ngành y, và cái lời răn về đạo đức của người nghề y của Hải Thượng Lãn Ông Liệu Trác, tức là phải cứu sống cái người bệnh đến hơi thở cuối cùng theo cái phương châm còn nước còn tát. Và chúng ta cũng theo một cái quan niệm rất là Á Đông, rất là truyền thống, đó là sinh có hẹn tử bất kỳ, tức là hãy thuận theo cái nguyên tắc của tự nhiên, tức là sinh ra cũng tự nhiên và cũng trở về cõi vĩnh hằng cũng tự nhiên. Thế thì ở cái khía cạnh như vậy nó nảy sinh một cái vấn đề là các cái bác sĩ nếu như mà luật cho phép thì có thực hiện cái vấn đề này thì có phải là vi phạm các cái quy tắc về đạo đức mà đã thề trước cái Hải Thượng Lãn Ông Liệu Trác với lại lời thầy Hippocrates không? Thế thì ở đây nó đặt ra một cái khía cạnh là các bác sĩ đó đấy, thì khi mà cứu chữa cho người bệnh thì cái người bệnh đó nó lại ở cái giai đoạn tức là đau đớn đến tột cùng về thể chất và tinh thần. Có những người bệnh mà đau đến nỗi mà dễ nảy và các cái bác sĩ còn phải buộc cả chân cả tay để cho nó khỏi dễ. Thế rồi cái người bệnh đó không thể nào nói được và người ta chỉ muốn chết thôi, vì là một cái ngứa trên người không gãi được, không nói được, tức là người ta làm như vậy. Thế thì bác sĩ chứng kiến cái trường hợp như vậy thì người ta cũng rất là đau đớn. Nếu như mà cứ để người bệnh là đau đớn như thế rồi chết thì cũng làm cái nỗi đau xé lòng của những người làm công tác y tế. Nhưng mà nếu như pháp luật cho phép, tức là không phải là giết người mà người mình hỗ trợ cho người bệnh trở về với thế giới bên kia một cách thanh thản, một cách nhẹ nhàng, thì chúng ta lại đặt một cái bài toán về lương tâm, về đạo đức ở cái khía cạnh đó. Và nếu như vậy thì cái đấy nó không còn là quyền của bác sĩ nữa, nó vừa là quyền mà nó lại vừa là cái trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ để giúp cho người bệnh trở về với thế giới bên kia một cách cái thanh thản. Vâng, và như vậy nếu hiểu theo cách như vậy thì có lẽ là cái việc giúp người bệnh trở về thế giới bên kia một cách thanh thản khi mà bệnh tình đã không thể cứu chữa được thì cũng sẽ không có quá nhiều những cái ảnh hưởng về vấn đề nhân đạo, cũng như là người thầy thuốc sẽ không phải mang cái mặc cảm tội lỗi. Nhiều người cho rằng là việc chấp nhận quyền được chết sâu xa hơn sẽ còn dẫn tới rất nhiều những cái hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp luật và xã hội. Ông có nghĩ đến vấn đề đó không? Trước khi mà đưa ra một cái đề xuất một cái điều luật nào đấy thì người ta đều nghĩ đến cái phản ứng của dư luận, của xã hội liên quan đến pháp luật và đạo đức. Ở đây đấy thì chúng ta phải khẳng định đây là cái quyền nhân thân, tức là quyền của cái người ta tự quyết định về cái cuộc sống, về cái chết của người ta, tức là cái quyền nhân thân người ta, chứ không phải là người nhà quyết định cho người ta được. Thế mình phải khẳng định một cái điều là như vậy. Thế thì từ vấn đề như vậy thì cũng có ý kiến đặt ra là nếu như mà cái người đấy người ta trong cái lúc tỉnh táo và người ta yêu cầu là được chết, thế nhưng đến khi mà người ta hôn mê rồi
thì bắt đầu bác sĩ mới thực hiện cái quyền được chết của người ta. Thì người nhà vì thương bố hoặc mẹ, thương ông hoặc bà, thương con, người ta không cho phép thực hiện nữa. Thì cái đấy cũng là một cái rào cản mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Một cái vấn đề nữa là người ta nói rằng là những cái trường hợp có thể là do bị bệnh nặng như thế, hoặc là do cái tự tử nhưng mà không chết, hoặc là do một cái tai nạn giao thông nào đấy, nhưng cái tai nạn giao thông không phải vô tình mà nó là hữu ý, thế thì cái người đó đấy thì người ta lại bị thương, thế nhưng mà người ta đang mang một cái đống nợ rất là lớn, thế người ta lại thực hiện cái quyền an tử của người ta để trốn cái nợ đấy thì nó như thế nào. Thế thì từ những cái khía cạnh như vậy thì tôi cho đây cũng là những cái vấn đề mà cuộc sống nảy sinh, mà pháp luật nếu như đặt ra thì chúng ta cần là phải có những cái quy định để chúng ta hạn chế tối đa các cái vấn đề xảy ra. Tương tự như là cái vấn đề về mang thai hộ mà đã được Quốc hội thông qua và hiện nay thì chúng ta đang tổ chức triển khai. Nhưng mà trên thực tế thì nó có những cái rất khó khăn về mặt thủ tục, bởi vì liên quan đến cái việc là chúng ta chỉ thực hiện cái mang thai hộ vì mục đích nhân đạo mà không phải là cái đẻ thuê. Cho nên nó phải có các cái rào cản về mặt pháp lý để nó hạn chế tối đa các cái tiêu cực có thể xảy ra. Và tương tự đối với vấn đề này thì chúng tôi cũng phải đưa ra các cái quy định để làm thế nào mà chúng ta hạn chế được những cái tiêu cực có thể xảy ra liên quan đến cái vấn đề về quyền được chết. Vâng, được biết là vào năm 2005 thì Bộ Y tế cũng đã đề xuất quyền này nhưng mà lại chưa được phép thực hiện. Và theo ông thì nếu mà lần này được Quốc hội đồng ý thì việc thực hiện quyền này sẽ gặp phải những khó khăn gì và chúng ta sẽ phải giải quyết những khó khăn đó ra sao? Bất cứ một cái điều luật nào đưa ra mà nó liên quan đến cái sự sống, cái chết, nó liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến pháp luật, liên quan đến đạo đức thì đều khó khăn cả. Thế nhưng mà vạn sự khởi đầu nan. Và chúng ta cũng lường trước được những cái có thể nảy sinh trong thực tiễn thì chúng ta phải đưa ra các cái quy định nó chặt chẽ và đủ sức để điều chỉnh các cái vấn đề có thể nảy sinh trong thực tiễn. Và trên cái tinh thần như vậy và với sự đồng lòng của xã hội, sự quyết tâm của các cái cơ quan y tế thì tôi tin là nếu như mà Quốc hội cho phép quy định các cái điều này thì chúng ta cũng có được cái cơ hội để giúp cho những cái người mà không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo và rất là đau đớn tột cùng về thể chất và tinh thần, và mong muốn là được chết một cách thanh thản, một cách dịu êm, một cách nhẹ nhàng, thì chúng ta coi đây là một cái nghĩa cử nhân đạo để giúp cho người đó được trở về với thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng nhất, thanh thản nhất. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Quang về những chia sẻ rất hữu ích của ông dành cho chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, việc hợp pháp hóa quyền được ngừng điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh nguy kịch đang dần được các quốc gia trên thế giới chấp nhận và coi đó như là một hành động nhân đạo giúp giải thoát người bệnh khỏi đau đớn. Tuy nhiên, ngay cả ở những nước phương Tây vốn có tư tưởng hết sức cởi mở thì việc đưa cái chết nhân đạo vào luật cũng không hề dễ dàng. Ghi nhận sau đây tại Pháp, nước vừa thông qua đạo luật cho phép các bệnh nhân sắp chết được lựa chọn quyền kiểm soát cái chết của mình cách đây không lâu. Dự luật về quyền được chết vừa được Nghị viện Pháp thông qua ngày 17 tháng 3 vừa qua. Dự luật này cho phép những bệnh nhân sắp chết được lựa chọn ngừng điều trị và được tiêm thuốc mê để chìm vào một giấc ngủ sâu cho tới khi chết. Các cuộc tranh luận về quyền được chết bắt đầu nổi lên ở Pháp từ năm ngoái, với trường hợp của Vincent Lambert, một người đàn ông Pháp bị rơi vào hôn mê sâu sau một vụ tai nạn xe hơi. Các thành viên trong gia đình anh Lambert đã lên tiếng đấu tranh trước tòa án Pháp và châu Âu để đòi quyền được ngừng điều trị cho anh. Sau nhiều cuộc thảo luận với các ý kiến trái chiều, đến tháng 3 vừa qua, Nghị viện Pháp đã nhất trí tán thành với quan điểm cái chết nhân đạo và quyết định thông qua dự luật này với hy vọng giảm bớt đau đớn cho các bệnh nhân.